Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami đang đi giao pizza nha mọi người. À, hiện tại bây giờ, Cui với Bami đang đi giao, nhưng mà không hiểu tại sao hai thằng lại gặp nhau mới kinh chứ. Bắp lộ đây, bắp lộ lộn pizza đây, pizza đây, ai da, lũ đạn á. Mà thiệt tình đó chứ. Má đứa nào quăng cái chuối ngay giữa đường vậy, tao đang đi giao pizza mà nó dấp cái chuối té. Nè. Bami, sao mày đi cái đây vậy? Tao đi giao pizza cho cái nhà này nè, nó order tao nè. Ủa cho đến sau nó cũng order bên quán tao nữa. Ok. Ủa kì vậy, đủ đảng tao mày là hai chi nhánh khác nhau mà nó order hai bên luôn hả? Ủa vô hỏi nó thử coi cái gì nè. mà một rồi nó còn gọi thêm nhiều cái thằng shipper khác tới nữa kìa, đâu riêng gì tao với mày đâu. Vãi một nùi luôn, các bạn nghĩ đi, Kia nó là pizza bên chi nhánh Tân Bình, còn tôi là pizza bên chi nhánh Tân Phú, mà nó order hết qua bên cái lâu đài này luôn. Là sao? Có ai nhà không chị ơi? Sao chị chơi chị bơm hàng dữ vậy chị ơi? Chị ơi, cốc. Chị đâu rồi chị ơi? Ai da? Ủa sao dính bẫy rồi? Thì xong luôn. Chị ơi, em giao pizza mà em đi giao giùm người ta chị ơi. Cái gì vậy trời, đi giao pizza sao mà bị bắt cóc vậy? Ở kia. Rồi ba nhốt tao vô ngay khúc này luôn rồi, ghê quá rồi. Có xương sọ lum la nè mày. Ủa sao mà nhưng mình chỉ là shipper thông thường thôi, tại sao mình là bị bắt nhờ? À cái trụ này, cái trụ lâu đài bả nè. Bả nhốt mình vô ngay ở dưới luôn á. Ơi ra ra, lại đi nhìn ra ra. Hả? Có thanh niên giao pizza, cầm bánh pizza, hành vi bộ xương đây luôn nè. Vậy gì là shipper đây trước đây đó hả? Ờ, vậy shipper tới trước hèn gì bên mình shipper có hay mất tích là sao? Ôi ghê quá. Rồi, có khi nào tao với mày là người tiếp theo không? Thôi tao không muốn té bỏ xương đây đâu ba. Ở đây nó ghi là té xuống là chết á, chứ mày đùa đâu. Ờ, té xuống là chết. Cẩn thận. Ờ, nó trong bất cứ tình huống nào phải mang buộc theo. Ủa vụ gì? Chiêu. À, có bom, có bom. Vãi nồi bom. Có bom nha. Ê này nè, lũ đạn. Ê, đừng đó. Lũ đạn mình né, mình nghi rồi, mình thấy nó phang tới là mình lùi rồi. Lũ đạn nó cũng văng miễn nữa. Thôi đi bên kia đi, rồi tôi không tin là bên này văng miễn tới vậy luôn anh em. Hi. Qua được rồi. Yeah. Ủa, trời ơi. Tao bị dậm trúng kẽm gai mất máu. Chị ơi, pizza chị ơi. Em hy vọng là hồi nãy chị có bắt em lên là tại vì Kia. Tao hy vọng là hồi nãy ba bắt mình vô đây là vì cái nhà bả lối đi là lối đi duy nhất bằng cách cho đu dây lên, chứ đừng phải bả giết mình nha, tao sợ lắm. Bỏ ra mà mình bị bắt mà mình bỏ. Ủa sao trong đây bẫy không vậy? Có cái cửa màu xanh kìa đúng không? Ừ. Ủa đây có cầu dao gì vậy? Ê là mở cầu dao thử mày. Đâu đâu mày mở, mày mở được con chữ gì không? Ui mẹ nó tắt đèn má ơi. Con điên, mẹ má không tắt đèn chi vậy con điên? Ờ. Mở đèn lên chứ. Mày bắt không tắt chứ đâu ra mà. Mở đèn lên rồi nè. Cái gì? Ủa sao chết vậy? Ai biết? Ui, con tôi tắt đèn nữa rồi. Ơi kìa. Vô gì ai? Trời ơi, đông người quá tao nhìn không ra nó luôn á. Trời ơi, thật sự là đông người quá tao nhìn không ra nó luôn á. Trời, nó bóp cổ tao nè mày. Quá đông luôn á, khổ thật chứ. Ủa, nó đèn sáng rồi mà. Nó dí tao nào tao không biết luôn á. Ok, bây giờ mình đi tiếp. Ui, nữa tắt đèn nữa. À, nó bên cái cầu dao, nó bên ngay chỗ cái cầu dao, nó là con ma điện. Nó là con ma cầu dao á ta. Sao mày làm đó hay đó? Lắm. Trời ơi, ê mày, tao bật công tắc là nó mất tích đó mày, nó á cái nó chết luôn. Cái gì hay vậy? Ở kia. Hiểu rồi, nó là con ma đèn, ma tắt đèn. Nó là ma tắt đèn ngôi tất tố á. Mỗi lần mà nó tắt đèn cái là nó xuất hiện, nó cắn mình mà mình mở đèn lên nó bị mắc sinh tố, nó chết. Trời ơi. Bami là Bami, nó bị chạy kiểu nào sao mày không nghe con đó? Dạ, tao quằn lại rồi nè, sao vậy? Cái gì? Tao nói nãy giờ mày không thèm nghe luôn á. Tính ra mày nói tao không nghe gì luôn, nó nhão nhẹt à ba. Ờ, đó lại nữa. Làm sao có trốn được, có trốn bằng kiểu gì? Chạy đường vòng quá, mở đèn cái là nó chết à. Ôi, nó chạy đường vòng rồi mà nó dí nhanh quá. Ráng lên cái nữa, ok. Quá trời ơi. Trời ơi, thấy không? Đơn giản nhưng mà quỷ ga nó hay gái là cái chân nó bủn rủn. Thiệt luôn á, bủn rủn thiệt á chứ. Vô, đi. Rồi quá. Củi mà. Có camera. Gì vậy? Cho mày mày xông vô camera thấy ghê vậy ba. Camera chạy bằng gì? Chạy bằng cơm. Cơm gì má, đây ma quỷ mà chạy bằng cơm gì trời. Thì đó mà thấy nó lơ lửng trên không không? Chạy bằng thịt người đấy. Đâu ra mà chạy bằng cơm. Ây da. Ôi mẹ, rớt xuống cái mất máu. Ủa sao chết vậy? Ok. Thôi nhảy vào nhìn lên trời. Ui, nữa. Đó. Từ bình tĩnh. Đã coi nè, coi nó rớt nữa nè. Má gặp rớt. Cá không quýu mà gặp cái cột quýu là sao trời? Rớt. Thằng tánh kỳ ghê, thằng tánh chù dễ sợ, hay chù ghê luôn á. Dăm ba camera chạy bằng camera.
Ủa mà khoan, chỗ này mình lên được không? Chỗ này à này. Mình lên đường xíu rồi nè, hồi nãy mình đã tốt ở dưới, giờ mình lên từ tới đây rồi nè. Lựu đạn nó cho mình chạy bùng binh. Trời đất ơi, cái lâu đài mỗi lần tới chạy bao bùng binh mấy chục vòng mới được đi tiếp. Ôi, có khi nào đây là lâu đài tỉnh ớ không? Không, đây là tỉnh ớ là có đài những biệt, còn đây đâu có đài những biệt đâu. Mà làm lâu đài tỉnh ai? Không, bậy rồi. Em ơi, cái lâu đưa tỉnh ớ đó, chắc không có trang cái trần giòn mô. Đó, mày thấy con mày nó chiếu, mày thấy con mày nó trưởng chưa? Gơ gơ, ma nó chửi cái cục sida ra kìa. Quá. Hi. Thế mà không chết à, hay nhỉ? Tao nhảy cho vui thôi chứ nó đâu có đụng được tới tao. Ôi, cái chuyện nó nghiền mày bây giờ. Nó nghiền mày thành cháo mày liền luôn con. Cái gì mà nghiền được tao? Ừ. Trời ơi là trời. Ê khu này khu nào mà trong nhà nãy giờ đó mày leo lên trên cao mà làm gì trong nhà có cái đầu cái đầm lầy này vậy? Ủa đi đường nào nữa bay? Này nè. À chiếc lá đó đựng được mình nè, à. Chiếc lá có... khỏe thế nhờ. Gì đấy? Khoan bay bị độc, cẩn thận. Air strike. Nó kêu và air strike là phải núp ở dưới cái cây. Mà air strike là cái gì? Ê nó không màu đen. Trời ơi bé lại nó ơn. Ê mà nhìn mặt nó dễ thương mày. Đâu con có thấy con bé nào đâu. Mày không thấy con bé nào đâu, chết ngắt luôn, chọc đầu luôn. Cái giọng của nó thì dễ thương thật. Nó đen đen đây nè, không mà cái mặt nó nhìn cái mà nhìn nó cũng dễ thương thiệt mà. Thấy rồi, chạy. Gu mặc đồ cũng dễ thương, ở đâu rồi? Nó tới kìa. Rồi qua đây. Thấy mà. Đó, con nghe tiếng cạch nó ra. Cạch là nó tới đó. Cạch nhanh lên. Con cho bạn xem nha. Là nó tới đó. Đó, nó qua rồi đó, chạy. Nó nghe tiếng cạch cạch giống như tiếng mở mở công tắc vậy anh em. Cạch. Đó, qua luôn. Tao tới rồi. Ui. Mày chết. Chưa ba, đứng ngay dưới lắm rồi. Nó không chết nha. Tao chạy nhanh lắm, thấy bạn bè không? Các bạn bè không tàn trù mình chết không mà lụ đạn nó có thứ gì vậy mà tao bay vô Nhật. Tiến lên thôi, ta cùng nhau tiến lên. Tiến lên thôi, ta cùng nhau tiến lên. Đi nào. Ủa, lại là chiếc lá cuối cùng à? Lâu ra chiếc lá cuối cùng. Ê mày, sao pizza mà cực dữ mày? Pizza còn cầm không mấy, ta đói quá, là đứng lại ăn xíu được không? Chứ giờ giao cho bà là thấy hiu quá, thấy bà cắn nãy giờ. Đấy, bây giờ làm sao mà đi trước? Mình phải thoát ra khỏi chỗ này. Tại vì là mấy thằng shipper trước nó toàn chết không mà nó không có báo lại cho mình biết. Nè, mày điên hả? Nó chết rồi sao nó báo lại cho mình? Báo á, đúng không? Mày hư cấu không? Nó chết sao nó báo lại cho mình? Thì bởi vậy tao nói là mấy thằng trước nó chết nên là mình không có biết. Còn bây giờ mình phải score. Hay là các bạn coi nè, mình đang cầm cho anh cái hộp bánh pizza nè. Đứa từng mình, đứa từng phú. Không nghe nó không chứ. Ai biểu mày tiệt chi? Cái gì mà rõ ràng là do bên mày bị tạm ngọt nè. Tắt gọi lại nè, tắt. Không thích tắt gọi lại. Hả? Đi chưa? Đó, rồi đó. Đâu gì có tiền đâu. Có. Rồi bây giờ bắt đầu đi tiếp nè. Nói vậy nè, ý là những cái thằng shipper trước nó chết rồi nên là nó không có cảnh báo được cho mọi người biết nên là tao với mày bị dính bẫy. Đúng rồi. Thoát ra để mà về cảnh báo cho những người khác á, hiểu chưa? Biết rồi, phải cảnh báo chứ. Còn không có điện thoại gọi điện thoại đi má. À dạ, sao mất máu vậy? Vô. Mày nghĩ sao vậy? Vô trong này nó lắp nó là... Đó, nghe này thấy không? Nó mất tiếng rồi, thấy không? Nó mất tiếng nữa rồi đó. Không, cái đó bị cà lâm. Đi ra pizza bị cà lâm mốt đuổi gì cho mày. Ổ được chứ có bị cà lâm. Tự nhiên khúc đó bị cà lâm ngon ơi vậy, chả hiểu gì. Này là gì? Builder Brother hả? Ơi, đó, chết kìa. Trời ơi, thấy nó giọng xuống cái mồm kìa, tấm ngang răng bay. Làm gì mà chết được, giờ mua. Trời ơi, nó cắm ngang kìa luôn, trời ơi. Ủa, ê, lên gần tới đỉnh rồi kìa, Mấy con chạy bằng cơm của mày đó. Ê, nó quằn ngược lại, Ê. Quá. Không qua được, đừng có chết á. Qua được rồi. Ủa sao nó đi kiểu gì kỳ vậy? Tại vì tao ốm á nên tao né được á, chứ mày mập là mày né không được đâu. Không, tao né được mày, tính ra tao cũng ốm mày. Mày ốm hả con? Tao nghe tiếng chết. Ê, mày qua đây mày mập đúng không? Mày qua đây cái búa nó giả cho mày cái là mày ốm liền nè. Cái cửa này là cái cửa cho mày là cái búa. Trời đất ơi con điên, cái búa nó đập gì mà nó kêu nó tưởng. Ga nó đập một cái là ốm liền luôn ga. Con điên là hết. Ôi, cái gì vậy? Con gì vậy? Ôi mẹ cái con người đá. Golem hả? Rồi sao chạy? Giống như golem. Ơi em chạy đường vòng. Hên quá. Trời ơi tao ốm tao siêu mỏng nên tao qua được mày ơi. Ôi thôi anh đừng có chui qua đó, đứng hình liền. Trời ơi cái gì đây?
Đó, nhưng mà mày nói đây là con golem, là con người đá nè. Đó, tao lượm cái cục này rồi nè. Ôi trời ơi, anh bắt được con già đó, nó quất tao á, nó quất tao á. Ê, vô lượm mấy cục này chạy nè, nó dí nữa giờ. Ôi, nó hiện là thiệt mày ơi, nó dí á. Nó dí cái gì? Mày lượm mấy cục đó xong mày đi ngang qua nó là nó sống vậy, nó dí tiếp á. Tại để mình núp vô trong kia rồi, nó thấy con rồi. Rồi, anh ơi. Đây là công việc giảm cân nha. Em đâu mà anh cứ dí hoài, khổ thật chứ. Ừ, nói hay lắm. Nói kêu đừng ỉ mày nhỏ con, muốn làm gì làm nha mày. Tao qua rồi nè mày. Không, kia nó cười mà không nghe được tiếng nó cười luôn, thấy không anh em, mở vậy. Ôi, à. Cái này đi qua là nó tự nó hiện cái cầu lên. Nói gì? À. Có cục màu hồng á. Ngon vậy. Ê, đừng đi hối nha má. Đó, bỏ cục này vô đây. Đó, rồi sao nó ác xì. Ô, ngon ta, cục này cũng đá bay. Vậy là mình lên đỉnh rồi đó, Bobby, lên đỉnh. Đúng rồi, lên đỉnh, đang lên đỉnh, đó đang lên đỉnh rồi các bạn. Đó, đứng ưỡng rồi, lên đỉnh nè. Win rồi. Win rồi, win con khỉ á. Mày trốn được chưa chứ mày win cái gì tầm này. Bobby hư cấu nè, có nghĩa là bây giờ tao với mày đang ở trong cái tòa tháp đúng không? Ờ. Mà tại sao xung quanh cái tòa tháp đó ta thấy nó cũng nhỏ lắm, mà tại sao xung quanh nó lại có nhiều cái hang động đồ này nọ dưới vậy ta? Magic. That is magic. Magic. Tao nghĩ là tao nghĩ là cái con này nó có bự bối của Doraemon. Đâu cần đâu ba. Bự bối của nó. À, bự bối của nó luôn. Nhưng mà thấy cái mỏ và cái con mắt của nó mày biết nó gan sao rồi. Ôi vãi. Ê cái bầy rốt gà kìa. Làm gì? Bắn ai? Không lẽ bắn nó. Bắn mày hả? Ủa rồi mắc gì bắn nó rồi tưởng để cái Bioka đây gì vậy? Lên thử rồi. À cũng không biết tại sao con này nó lại có Bioka đây nữa thiệt tình. Có nguyên cái danh cạn trước rồi cu. Đâu? Đâu phải. Ê nè, ở dưới đít mình nè. Ở dưới đít mình có phòng thủ không thiết rồi nè. Ai có hồ nước dưới nhẹ thử rồi. Ui, ô má ơi xuống được mày ơi. Nó nhảy đâu chuẩn vậy. Ui, hết hồn. Okay. À phải. Cái gì vậy? Cô gái khổng lồ. Ê ơi, sao nó bự vậy? Thì đó, trời ơi, nó to. Hàng của chị còn chơi bự gì nữa, ai chơi lại chị. Ờ, à, đã dễ thương rồi còn bự nữa. Bắn nó đi. Ôi máu trào quá, máu trào quá. Núp vô. Trời ơi, mất máu gần chết luôn. Núp. Ơi nhỏ nhạt ra xíu anh em ơi. Mày hả, mày bắn cho banh cái mặt mày nè. Bắn cái cổ mày luôn nè. Bắn cái cổ mày nè. Rồi núp vô. Sợ nó đi. Núp vô. Ủa có cái gì đâu mình núp con điên. Ủa vậy là mỗi đứa một con rồi, mỗi đứa một con rồi. Ừ, mỗi đứa một con mà. Rồi nó đi tới tao rồi, Bobby ơi. Tới đây đúng rồi, qua bên nó đi em ơi. Em ơi, em xinh đẹp ơi, qua bắn nó đi. Ôi nó tới tao thiệt đó Bobby ơi. Rồi nó tới tao rồi, giờ sao giờ? Qua bên kia, nó tới bên đây rồi, qua bên kia. Chơi lại nó chứ vẫn vừa mãi được chứ. Ừ, nó bắn là dè rồi nữa, nó bắn ấm cái này gọi là gì ta? Ấm khí hả? Ấm khí mà bây giờ. Ơi. Trời ơi. Nó bự quá, nó chạy rồi. Lại gần tao chết luôn rồi. Tao thấy rồi, chỗ này nó có nè Bobby. Qua đây nè. Rồi, xong. Cái chỗ đang đứng này. À, ở dưới nữa hả? Trời ơi, bắn lại từ đầu. Đúng rồi, bắn lại từ đầu đi. Tức ghê, okay, mày chết chưa? Còn mày chưa chết tao mà. Tao xem giết được mày rồi. Hả? Tao xem giết được nó rồi. Trời ơi. Tao sẽ chết với tao rồi. Tao đang bắn ngay díu của nó nè. Ghê rồi, ừ, nó gà nữa rồi. Chơi cho kỳ. Trời ơi, nó sắp chết rồi, trời ơi. Này thì dám bắn cái dứa của nó hả con? Những người mất dạy. Ủa, nó cái súng nó hết đạn rồi. Ok, bắn nó đi. Đừng có giống gà bắn bậy bắn bạ đó, nó giận nó giết cho chết luôn á. Kỳ thiệt á chứ. Ai biểu bắn này chỗ bậy của nó chị? Ai biết đâu, tao có biết cái gì đâu. Bắn. Đang cố gắng. Đúng rồi. Tốt thôi mà. Tốt ghê. Cái gì nó thả ra rồi. Cần chứ. Bắn đi, đúng rồi, đừng thả em ơi. Chạy. Thả con này là con gì, con dơi đúng không, nó thả con dơi đúng không? Không biết con dơi hay là cái mùi hôi nách của nó nữa. À ha, đúng rồi, tao thấy nó dở hai cánh tay lên á. Thì đó, tao sợ cái mùi hôi nách của nó ba. Ba cái dòng này hôi nách không chịu, không chịu. Ơi, nó lại gần tao luôn rồi. Đó, nó dơi nách lên kìa mọi người, nó dơi nách lên kìa. Chạy. Đừng vô nách lên nữa. Thôi. Ây da. Ủa, đi ra ngoài này chết hả? À trời má ơi, chạy không để ý đụng cắm gai chết luôn. Trời ơi, cũng như không. Trời xuống đi. Đây nè, đứng khu này nè. Đó, khu này, bên đây. Đó, đứng đây nè. Đó, rồi đợi xíu khi nào mà nó gần tới cái chỗ này cái mày chạy qua đây. Đó. À.
mày chạy qua đây xong rồi cái nó tới nên mày chạy xuống đây. Đó, okay. Là ba chỗ là mày chính chắc, hiểu chưa? Ok. Đấy, mặc cái thương mà dữ quá nha. Khổ không chứ. Tao ít khi nào tao bắn gái kiểu này lắm ba. Thôi xả xảo đi. Không có tao là không làm ăn được gì hết trơn. Mày về mày ngồi mày đứng mày nhìn không chứ mày hả ngon mày xới mày bắn phụ coi mày xạo xạo. Tao giết nó rồi mà chỉ có mày chưa giết thôi. Thôi mày giết mày giờ mà kêu không làm ăn được gì vô mày phụ nè, phụ bắn nè. Tao không có bắn phụ giờ đó đâu. Chứ ở hướng mấy giờ. Nha, nó phóng một hồi nách ra mà nó còn đứng nó nha, nó di chuyển mày chứ. Lần này nó chết chắc cái tao rồi. Để coi. Em không qua đây là em chết chắc với anh rồi. Anh đứng anh bắn em tới 1 mít luôn á, tới 1 mít rụng luôn á. Thì cũng nói, nó gì cũng nói đó. Mày đang chơi chế độ hát mà, chứ mày chơi chế độ thường. Đang hát đó chứ, chế độ thường nãy giờ win lâu rồi. Thôi, thằng thảo đi. Đó, được gần nửa cái máu rồi đó. Em ngon tới đây, ngon tới đây. Em gái dễ thương cute, phô mai que. Nó sắp tới chạy qua đây liền. Nó chạy, nó đi 1 bước tới 3 bước lùi. À vậy thì ngon rồi, 1 bước tới 3 bước lùi là ngon rồi. Chứ bà tao mới nói xong rồi giờ đi tới luôn rồi kìa. chạy à, qua đây đứng qua đây đứng có đứa nào thả chuối vậy trời ơi mất máu luôn má đứng sát vô nó đi gần tới là mày né ra mày né ra xa một chút đó đúng rồi chết nè chết nè chết nè tao nói chết nè còn chút xíu máu à còn xíu máu à chết nè một cái nữa nè cái nữa nè né ra mày đứng trên trang cái mặt của tao chết nè đen cái mặt luôn đó phải như thế đó rồi nhỏ cái đó xuống đây còn cái đâu đừng quay trái quay phải chạy thẳng nha chạy thẳng follow me theo tao follow bây giờ để tao hoàng người ta coi con nhỏ đó không con nhỏ bé xí đó lụ đạn đó đi, có bị ra không ăn mà chơi cái trò chi mà chơi ác ôn rồi đó vô đây qua được rồi đó anh em dí được nó rồi đó để qua cái là win nè đó nó phải rồi con nhỏ nãy đâu rồi. Ê, đừng đụng vô đây nha. Có Mr. Rizzy Mansion kìa các bạn nào muốn mình chơi cái game này không? Bữa nào đây comment đi mình chơi. Hả? Ba nó hả? Mày em thấy hai cha con y chang nhau hả? Hả, giao pizza cho nhỏ con gái cái chừng ông già mốt ông đặt chè giao qua chè qua mày. Chỗ pizza có bán chè luôn. Không, ông đặt quán chè, nhiều lúc mốt tao mày bỏ pizza qua là làm bán chè cái gặp ông già đó. Mấy ông già ghiền chè lắm. Cái mày xui vãi chưởng. Rồi gặp bia định đó luôn. Rồi cái xong cái chơi qua ông ba chơi xong gặp bà má xong gặp luôn chị với anh em nữa đó tới công chuyện luôn gặp gia đình luôn đó nói chung là chuyến này hai anh em tôi đi giao pizza mà thất bại mà hơn là toàn mạng trở về là cũng mừng anh em đó bây giờ tôi về báo với công ty để công ty báo công an công an báo công an xong công an là thiết lập một đội quân qua đây để công an vượt chướng ngại vật tiếp chứ chắc công an không làm gì được đâu tại game của nó mà nhớ thì các bạn thích video này nhớ là hai mình một like một share mình sắp ra giai đoạn của hai mình những nhiều video mới hẹn các bạn nhé bye bye mọi người baby thôi coi nè không có phép thuật nè không nghe gì hết có phép thuật nè đâu thấy chưa mà làm gì vậy ba nữa hả ừ ghê không ghê mày ghê, à ghê. Mày ấy chuối gì không phải ba đây nè cục lửa đen đây nè ba nè tao cũng bay lên nè đâu bay đâu không có đó mày nhảy còn tao bay nè mày thấy không tao bay từ từ lên nè thấy chưa ok tao bay đây tao bay đâu vẫn thấy nó đứng yên nè cái đó mày nhảy con đi mày có đứng luôn chở nè mày đứng lên đường cho tao không đi lá bắt giống ôm gì cũng được nè đó đứng lửa chừng nè đó hi đó gần xuống đụng cái nó nè rồi sao